Một số anh em chơi cái bộ môn reel này chưa biết anh em. Thì reel này là anh em một số anh em hỏi là mua đâu. Thì hôm trước mình có mua trên Lazada, Shopee thì về nông đúng nha anh em, mình mua thử á để mình cấy cho vườn thì nông đúng. Cái reel này thì anh em dân chơi trong hội người ta chia nhượng này cho mình. Nếu đúng cái mùa mà nó triển lãm á, 1 mét vuông như thế này nè, 1 mét vuông riêu như thế này người ta bán tới giá 700 ngàn để đắp lên cái cây để đi triển lãm nha anh em. Thì còn những ngày bình thường thì người ta bán giá cả khác nhau anh em, lúc là 250 ngàn mét vuông, có lúc 200, có lúc 300 ngàn mét vuông anh em ha. Rồi cấy nó rất là lâu nên nói chung nhà vườn chỉ có chơi thôi chứ mình cũng không bán cho ai hết. Đấy, mình chỉ chia sẻ anh số anh em trong hội ta giao lưu thôi ha, chứ mình không có bán nha anh em. Nó đấy thì cái riêu này thì anh em là có trồng mà nó chết thì anh em mình lưu ý chia sẻ vài kinh nghiệm cho anh em. Để cấy được cái riêu này thì chúng ta phải lớp một lớp sơ dừa khoảng bằng một mắt tay như thế này nè, cho nó khoảng 3 cm. 3 cm là chúng ta sẽ lót một lớp sơ dừa, sau đó chúng ta ký nó vô trong lớp sơ dừa này, nó sẽ sống trong cái lớp sơ dừa đấy, nó không ảnh hưởng gì đến cây nha anh em. Có nghĩa là cái nguồn phân của nó chỉ cần nước thôi, nó không cần phân gì nhiều anh em thấy không, rất là đẹp nè. Cái phân này và cái rêu này dễ bị tổn thương nếu anh em mình mà chơi cái phân mà không có đúng chuẩn của nó, không đúng chuẩn của cái phân Nhật á, thì lúc này là cái phân Nhật đây, hạt đây anh em, nó sẽ nằm trên cỏ đây không cháy. Anh em mình chỉ cần bón phân khác hay tưới phân khác vô là nó sẽ cháy lên anh em, chứng tỏ phân đã tác hại nha anh em. Và nó sống ở dưới cái tán cây bonsai mát của mình. Đây là cái tầng lớp rễ của nó đâm trên lớp sơ dừa, cấu trúc rễ của nó đâm lớp sơ dừa anh em thấy không? Mình nâng lên để quay cho anh xem luôn nè. Đó, cái lớp tầng rễ của nó đâm trên lớp sơ dừa nè, anh em thấy chưa? Thì nó rất là đâm một khúc 3 cm thôi, không tấn công sâu xuống dưới. Về một thời gian khi nó về rồi á, nó sẽ bị chết một tảng như thế này và nó lại tái sinh những cái hạt mầm trong này, nó lại tái sinh, nó lại mọc tiếp và nó như thế này thôi chứ nó không có lớn không cao. Khi nó bò tràn lan nhiều rồi thì tự động nó sẽ chết và nó sẽ tái sinh, nó mọc lại anh em. Và những cái con ốc, những cái con sâu như thế này cũng ăn không bao giờ hết cái cây của nó anh em ha, chỉ có sợ là sợ ốc sên thôi anh em, mà ốc sên nói chung mình để chậu cao thì nó không có lên được anh em không. Đấy, phân thì cứ ghim cứ rải trên mặt chậu như thế này không hề ảnh hưởng. Thì cái hiệu quả của cái việc mà chúng ta trồng một cái rêu bonsai, rêu này thì một số anh em dân trong hội chơi cây người là rêu Nhật, một số anh em gõ gọi là rêu trân châu nhưng mà không đúng nha anh em. Trân châu khi mà tải ở dưới cái nền thường dùng trong cái các hồ cá coi thì có cái cây nó sẽ lớn lên, còn cái này không lớn nha anh em, nên mình gọi trân châu là cái rêu này không đúng. Một số anh em lên mạng gõ trân châu mua về nhưng mà trồng không phải nha anh em, anh em lưu ý giúp mình ha, mình cũng đã thử rồi. Đấy, thì cái rêu này rất là đẹp. Rồi mình chia sẻ như vậy về cái kỹ thuật trồng, mình trồng rất là nhiều loại rêu này và mình sẽ chỉ anh em cấy cấy ra và đắp lên trên cái chậu bonsai đây. Khi mà mình cấy mình đắp lên chậu bonsai này nó sẽ chạy rất là đẹp. Đây có một số cái cây tiểu cảnh mình giao lưu với khách rồi thì mình đắp lên anh em thấy không, đắp cái lớp rêu này lên thì nó bám luôn trên cái chậu bonsai này luôn, rất là cứng nha anh em, không hề dịch chuyển được nó luôn, sống được trên cái cây cây chậu bonsai này luôn và rất là duyên luôn anh em ha. Rồi mình đi xem cái quy trình cấy này hôm trước đây, cái quy trình cấy nó đây anh em. Chúng ta rải một lớp sơ dừa mịn dưới đây, chúng ta cho một cái lớp rêu vô và nó sẽ phát triển, cái lớp cỏ này sẽ phát triển và chạy trên cái lớp rêu này và mình rải phân Nhật trong này luôn. Những cái chấm trắng trắng này là phân Nhật này, anh em ha, rải cho nó ăn đó ha. Và ở trên này thì cái chậu phát triển thì rêu nó chạy trên này luôn, nó sống trên này. Đấy, thì cái chu trình nó rất đơn giản, không có cái gì khó khăn cả. Cấy thì vậy vậy thôi và để nó dưới bóng mát chút, khi mà nó thuần nó nhùng nó nhuyễn rồi thì nó sẽ sống trong cái này. Và chơi rêu này chú ý anh em, mình phun nước này 2 lần là mình tưới cái tưới cho cây sẵn, mình tưới cho nó luôn, nó nằm trên chậu cây là mình tưới cho cây, tưới cho nó luôn, rất là tiện lợi, không đòi hỏi nhu cầu về phân thuốc hay là gì hết anh em ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha.